sang khu vực cây của chị Liên các bác nha. Liên đấy, cốt tường bi vừa đây lại lên cái đây đấy. Vâng, đẹp đấy, đây từ sáng là nhiều người thích lắm. Được, vâng, cốt đẹp. Hả? Đúng rồi, cây kia xấu. Nhưng cây kia chắc rẻ hơn ông kia ông mua. Vâng, mua cây này là chuẩn đấy. Đây cũng là xíu à? Hay nhỉ? Cây hôm trước bán mất rồi à? Cái xíu lùn lùn đấy. À. Vi này. Đấy, từng vi đang có giá là bao nhiêu đấy? Từng vi đang có 1 triệu à? Đấy. Đẹp. Ôi. Sung. Sung già. Sung già. Ai. Sung già. Sung sung như quốc. Sung. Sung như bao nhiêu? Cây già lắm. Đấy. Cây quả bao được quả rồi anh ạ. Không phải hết đâu. Bảy lít luôn được. Bao nhiêu nhiều? 700. Em 1 triệu. Vâng. Giả thêm được không? Được. Mở hàng đấy. Bố liệu có chuẩn không? Bố liệu có chuẩn không? Vâng, nhìn thì biết là quen rồi. Đấy, mua thế đi một vòng không về được mấy cây đấy. Vâng. Cái xếu này là bao tiền gì? Thế. Thế còn xương cá này? Cá thì hơi đắt. Hơi đắt. Bảo đi mọi người đỡ phải hỏi em. Để bảo cho người ta biết luôn. Rồi. Không lại gọi điện lại hỏi không nhớ được. Quay lên trên đây có bảo hỏi mua cây luôn. Cây này bao nhiêu nhỉ? Cái nào? Cái này 1,5 triệu. Đấy, trẻ. Cây đẹp mà. Hai cây bằng tiền nhau. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái này không phải lăn tăn thế nào. Không chém thế nào. Giả cái này bao tiền? Được ăn cửa hàng à? Dạ bác. Cái đổi chậu hàng à? Dạ. Em có chậu chậu đâu. Nhưng mà đang ở đây đẹp mà. Chứ không phải trong chậu 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 chậu. Xíu cái gì đặc biệt thế sáng là không đến đây nếu mà riêng cái này một gốc to nó phải vài triệu, nó phải 4 triệu. Nói như thế là quá là mỹ mãn, chứ chưa hiểu là mỹ mãn đâu, đây nó ngập đấy, quá mỹ mãn rồi đây. Nhìn người là biết rồi, đâu đoán cho một lần nó biết rồi. Rồi nói ra bán đấy, đúng không? Chúng bán đây làm công trình mà hôm nay bán này bảo lai. Mua nhiều, ở đây mua nhiều. Cái này bán thử để đi. Tao đang nằm, nằm nó hợp với cốt tường bi
gì lắm ơi. Đó. Chiều nay là gì? Đấy, vừa bên kia rồi thì sang bên này rồi. Chợ mà. Hiện em đang ở chỗ chợ Vạn Phúc em mà. Em đi túi cây. Hiện em đánh ô tô vào em chở luôn. Vâng, chị hỏi em cả. Nếu mà đường thì cần chưa chưa ấy. Em chở cây em lái đấy. Chưa đấy, em chưa đấy. Thế cây mun này đã bán chưa chị Liên? Cây mun này đã bán chưa? Bán rồi. Bán rồi. Thế. Bán đi vậy. Nhà đá. Nhà đá. Tùng. Đấy, anh nghe hỏi tùng luôn. Cơi cơm nguội vàng khó làm, cái này phải khó làm, cắt thì cũng không được mà nuôi khó, cắt bắt cái sẹo đi. Chợ cây nó nhiều lựa chọn hơn. Nhà vườn thì có một số cây, một số nhân sự đi làm cắt lô cấp 3, cấp 5 có rộng. Cơm nguội. Cơm cơm nguội mà. Ai cơm sống cách nhau đấy. Cơm mê nào. Ai cơm mê. Ai cơm sống cách nhau đấy. Tàu nhiều quả lắm. Hỏi tàu nhiều quả lắm. Xương cá. Xương cá. Cái lấy ra như chị em mình lấy 2 triệu. Đâu cũng trả bằng người ta. Người ta về chơi được khác buôn em. Em đi công trình thì em vừa để em chết. Buôn đã giảm chưa phải cần mang lên chợ. Đây là nói thật sự. Chưa cần mang lên chợ, vào gần nhà giảm luôn. Chưa phải mang lên chợ. Đã giảm được 1,5 triệu rồi, không có sạch ở nhà. Quậy bí thế. Thích rồi quậy. Đẹp mà, cái bé đẹp mà. Mà mua thì xem nào. Ngắm đi, được không mua được thôi mà. Mua vừa bán ngắm thoải mái. Vừa ăn kiếm được một tỉnh đến mua mà không kiếm được thì mua. Ai thế thôi. Đi làm công không thì không phải là còn cần đẹp 8 lít. Không. Giá không đủ. Hôm nay giá rẻ nhá. Hôm nay giá rẻ thật. Hôm nay giá rẻ quá. Hôm nay thật sự hôm nay giảm quá rẻ. Không có gì nào. Nói chung là giả hai cái cây đấy chưa bằng giá nhà người ta giả. Chưa bằng giá người ta giả. Đấy là thật. Chưa bằng giá người ta giả. Còn giả thoải mái giả bao nhiêu được cũng tiếp tục thế đâu mà. Chị em mình mỗi chị em kiếm sữa cho các cháu rồi. Có tí có cái gì đâu. Làm em kiếm một sữa cho các cháu. Cây này người ta giả. Cây này người ta giả. Để xem mà, cái quả như nào. Cây này người ta đã giả được 1 triệu. Quả em đứa này.
ôi trời. Hôm qua vừa về. Hôm qua nói 1.2 triệu là để bán chứ không phải đâu mà cái này người ta giả. Cái này người ta giả 1.5 triệu. Đại lý thì chứ không phải là đấy đâu. Đại lý người ta mua lại còn người ta còn bán lại chứ. Lại thế cơ. Có bán lại được chứ không phải là không đâu mà. Qua về xóa cầu ngoài thành. Hôm qua về xóa cầu ngoài thành. Quay lại, quay lại xem có chốt cây nào không. Đang lập trí. Kiên Quế đây. Đấy, bắt đầu hửng nắng. Hôm nay chợ cũng vắng. Chợ vắng vì mưa. Mưa. Rồi những cái hàng khủng thì ở kia rất khó bán, thường rất khó bán, mai đi lại mang về thôi, khó bán lắm. Cây đẹp mà mình về mình bảo ra nâng giá thì nó dễ lắm chứ không biết cái xấu đâu, cái xấu nó khác. Hồng Ngọc Mai ở cái chậm cảm giác. Một triệu. Thôi à? Thế là không mua à? Chắc tí quay lại thôi, thì trực tiếp đấy. Đẹp đi lên thế nào? Đẹp đi lên thế nào? Hỏi thế mà không kết được. Chiều dưới cây này à? Chiều dưới cây này à? Ông ngồi đây á? Thế là chiều dưới là bán gì? Chiều dưới là bán à? Hỏi tàu, hỏi tàu. Ôi anh ơi. Hỏi tàu, hỏi này. Biết xíu đi. Xíu là như ít người biết. Ít người biết lắm. Gần chơi em biết. Là cái công muộn. Hoa nó đẹp hết này. Hoa vàng. Cái cơm nguội vàng mà. Cái đến mùa về phố chỗ Âu Cơ à, chỗ Âu Cơ.